Ảnh hưởng của mưa bão số 1, Phụng Hiệp có gần 150 hectare lúa hè thu chính trên đồng không thể thu hoạch. Gần 90% trạm cấp nước mini tại Hậu Giang đã xuống cấp, đang hoạt động cầm chừng, trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân nông thôn càng tăng cao. Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian chuẩn bị, sáng nay phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dị Thủy, đơn vị điểm chỉ đạo của tỉnh đã chính thức diễn ra. Đến dự có ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và các ban xây dựng Đảng của tỉnh. Tại phiên trù bị, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng của các đại biểu, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình đại hội chính thức, quy chế làm việc, quy chế bầu cử trong đảng, chia tổ và tiến hành thảo luận văn kiện đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh và của trung ương. Ngày mai 25 tháng 6, đảng bộ huyện Dị Thủy sẽ diễn ra đại hội chính thức. Trước thềm đại hội chính thức sắp diễn ra, người dân Dị Thủy cũng bày tỏ nhiều mong muốn đại hội đảng bộ huyện sẽ thành công tốt đẹp và có những định hướng chăm lo tốt hơn đời sống cho bà con. Làm sao cho những hộ nghèo là được thoát nghèo bền vững và cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm thế nào để cho nó phù hợp với cái tình hình địa phương. Mong muốn ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015-2020 đổi mới cho bà con hiện nay đối với vùng nông thôn là rất khan hiếm vấn đề này. Chọn những cái đồng chí mà phải xứng đáng gắn chặt chứ mà ở cơ sở. Tiếp mục Đảng vì dân, dân theo Đảng được phát sóng trong chương trình thời sự trực tiếp vào thứ Tư, chủ nhật hàng tuần. Rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Thư gửi về chương trình tại địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh. Email phongthoisuhtv@gmail.com. Trực tiếp thông qua trang Facebook của đài với tên miền Hậu Giang TV. Trong chiều nay, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua một số công trình văn hóa lịch sử trong tỉnh. Trong đó, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ và công trình khu bảo tồn cây lộc rừng ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Theo quy hoạch chung, khuôn viên đền thờ sẽ được mở rộng diện tích lên hơn 6 hectare, đồng thời xây dựng thêm các công trình bổ trợ gồm nhà sàn Bác Hồ, hồ sen, khu vực dịch vụ, giải trí thể thao và các khu vực cảnh quan. Theo thiết kế, cổng chính sẽ tiếp xúc trực tiếp với đền thờ, các công trình chính tạo thành một trục. Hồ sen và nhà sàn Bác Hồ nằm sau đền thờ chính, hình dáng hồ sen lấy ý tưởng từ bản đồ tỉnh Hậu Giang với tâm điểm là nhà sàn Bác Hồ. Dự án được thực hiện ở hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Giai đoạn 2 tập trung xây dựng khu vực thể dục thể thao, tổng mức đầu tư của dự án trên là 50 tỷ đồng. Riêng công trình khu bảo tồn cây lộc rừng thuộc xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, dự kiến diện tích 2.400 m² theo hướng Đông Tây để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cổ thụ quý hiếm. Phía sau là đền thờ với khoảng sân rộng để phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Xung quanh là hai nhà mát phục vụ khách tham quan nghỉ chân, thư giãn. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, vào sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành tất cả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đang làm hồ sơ thủ tục trình lên tỉnh xem xét phê duyệt và dự kiến công nhận trong tháng 7 này. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị xã Trường Long Tây cần xem xét và rà soát lại những tiêu chí còn gặp khó để đề xuất với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh. Hiện xã còn hai tiêu chí chưa được tái công nhận là tiêu chí về quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch. Tiền đối với tiêu chí an ninh trật tự, yêu cầu các sở ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ, đồng thời lưu ý việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân. Thời gian này, xã Trường Long Tây đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, xây dựng hoàn thiện trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và nhà văn hóa để kịp tiến độ công nhận xã nông thôn mới.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, mưa dầm liên tục đã gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Tại huyện Phụng Hiệp có gần 150 hectare lúa hè thu chính trên đồng không thể thu hoạch. Trong khi đó, chi phí nhân công thu hoạch tăng cao khiến không ít nông dân lo lắng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Quấn vô gom ra gom không. Sản xuất chỉ có 3 công lúa. Cũng như những năm trước, thời điểm này, ông Võ Giang Ruộng ở xã Hòa Mỹ đã chi ra trên 300.000 tranh thủ bơm nước trên đồng ruộng cho máy gặt đập thu hoạch. Tuy nhiên do mưa liên tục, máy gặt không thể hoạt động được. Ông đành thuê nhân công cắt tay, tăng gần gấp đôi so với thời điểm bình thường. Bởi vì nó hơi sập quá, cái cắt có 4 quận ra lúa quá rồi thôi, cắt không được. Chưa suốt được, bây giờ nó lên mỏng quá trời lên luôn. Do cái chỗ mưa bão á, thì năm nay cái chi phí mà cắt tay thì cái chi phí nó rất là lớn. Thì tính sơ bộ mà cái tiền nhân công là cắt không á, là cũng khoảng 500 ngàn trên một công rồi. Thì tính ra như vậy thì coi như là nông dân mình không có lời. Trong khi người dân thấp thỏm lo âu lúa chưa được thu hoạch, thì gần 30 chủ máy gạch đập cũng đứng ngồi không yên vì phải neo đậu máy nhiều ngày nay. Từ Long Mỹ lên đây 5-6 ngày rồi. Nơi mưa không cắt không được, đậu không. Mưa dầm không chỉ ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa của người dân, mà cũng làm cho giá lúa liên tục sụt giảm. Hiện tại lúa tươi ER50404 chỉ còn 3.800 đồng đối với các máy, 3.500 đồng đối với các tay, sụt giảm từ 200 đến 300 đồng so với đầu vụ. Mức giá này cộng với chi phí tăng cao như hiện nay, nông dân sản xuất vụ lúa hè thu này không có lãi. Thưa quý vị và các bạn, trong hầu hết các đợt tiếp xúc cử tri, tình trạng ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch luôn là vấn đề đặc biệt quan tâm của bà con cử tri. Giải quyết nhu cầu bức thiết đó, trong những năm qua, Hậu Giang đã quan tâm đầu tư nhiều trạm cấp nước, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con sinh hoạt. Tuy nhiên, theo khảo sát chung, hiện Hậu Giang chỉ có 52% hộ dân sử dụng nước sạch. Tỷ lệ này còn khá khiêm tốn, trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ngày càng tăng cao. Vậy, khả năng đầu tư hệ thống nước sạch của tỉnh đang gặp những khó khăn gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Trước đây, con sông này gần như là nguồn nước duy nhất mà gia đình ông Nguyễn Văn Mười phải sử dụng trong mọi sinh hoạt của gia đình. Nhưng từ khi trạm cấp nước tập trung xã Nhân Nghĩa A, huyện Vũ Thành A đi vào hoạt động, gia đình ông đã yên tâm hơn vì có nước sạch để sử dụng. Bà con này mà có nước sạch mà kéo về tới đường hộ là bà con cũng rất là mừng con. Tại vì mà mình có nước xài cho nó khỏe khoắn chứ con cháu trong gia đình đó. Được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2014, trạm cấp nước tập trung xã Nhân Nghĩa A, huyện Vũ Thành A kinh phí đầu tư hơn 14 tỷ 800 triệu đồng với công suất 600 mét khối một ngày đêm đã góp phần giải quyết nhu cầu về nước sạch cho hơn 400 hộ dân trên địa bàn xã. Có nước sạch rồi cái chị khỏi xách nước sông á, nó không có đau vai đau tay được, cái mình xài nước nó cũng khỏe cũng nhẹ. Toàn tỉnh hiện có 224 trạm cấp nước, trong đó 196 trạm cấp nước mini, công suất từ 4 đến 6 mét khối một giờ, 28 trạm cấp nước tập trung với công suất thiết kế khoảng 125 mét khối một giờ. Với số lượng trạm cấp nước trên, tính đến nay Hậu Giang có 52% hộ dân sử dụng nước sạch. Trong khi đó, Hậu Giang hiện có gần 90% trạm cấp nước mini đã xuống cấp, đang hoạt động cầm chừng và 10 trạm cấp nước tập trung đã hết công suất hoạt động. Trung tâm nước thì ở trong năm 2015 trở về sau thì không có cái nguồn kinh phí, chưa có cái nguồn kinh phí để mà đầu tư cải tạo nâng cấp các trạm cấp nước. Tuy nhiên về phía trung tâm thì cũng chủ động cái này, mặc dù là công trình cấp nước thì sử dụng lâu năm nó cũng xuống cấp nhiều. Tuy nhiên do cái nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị nó có giới hạn thì từng bước coi như là ưu tiên những cái trạm nào mà nó thiếu công sức, nhu cầu nước của người dân nó cao thì trung tâm sẽ ưu tiên giải quyết từ từ. Hậu Giang có khoảng 85% dân số sống ở vùng nông thôn. Đối với người dân ở đây, nhu cầu sử dụng nước sạch càng trở nên bức thiết hơn khi nguồn nước ngọt tự nhiên ngày càng suy giảm, không đảm bảo vệ sinh.
Vì thế, việc đầu tư các trạm cấp nước tập trung không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu về nước sạch mà còn góp phần trong việc đảm bảo sức khỏe của người dân. Tin từ huyện Long Mỹ, Tòa án Nhân dân huyện vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Chí Nguyện, cư ngụ ở ấp 2 xã Xà Phiên, 18 tháng tù giam vì vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Mỹ, vào ngày 26 tháng 10 năm 2014, Nguyễn Hồng Chí Nguyện điều khiển xe mô tô đến huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu để thăm hỏi người thân và có tham gia uống rượu. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, Nguyện điều khiển xe về hướng xã Lương Tâm, lấn sang phần đường bên trái theo hướng đi của mình, nên đụng vào xe mô tô đi ngược chiều do Dương Thanh Tùng, ngụ ấp 5 xã Vĩnh Viễn điều khiển, làm cho xe và người ngã xuống mặt đường. Hậu quả Dương Thanh Tùng bị thương nặng với tỷ lệ thương tích là 81%. Cũng liên quan đến việc vi phạm các quy định về luật lệ an toàn giao thông, trong chương trình thời sự ngày 20 tháng 6, chúng tôi có ghi nhận một trường hợp đang công tác tại trường trung cấp luật Dị Thanh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời có những hành vi kém văn hóa với người thực thi công vụ. Sau khi phóng sự được phát sóng, lãnh đạo trường đã đưa ra biện pháp xử lý ra sao? Phóng viên thời sự có ghi nhận. Đêm 19 tháng 6, khi lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và nghi ngờ Võ Hoàng Toàn, sinh năm 1983, ngụ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vi phạm nồng độ cồn, đang điều khiển xe mô tô. Khi yêu cầu kiểm tra, Toàn không chấp hành đo nồng độ cồn, không ký tên vào biên bản vi phạm hành chính và có những lời nói, hành vi cản trở và xúc phạm lực lượng công an. Toàn cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông chỉ được phép giữ xe hoặc giấy phép lái xe chứ không được giữ cả hai. Trước hành vi này, lực lượng chức năng đã đưa Toàn về công an phường 1 để cam kết nhắc nhở và giải thích với lỗi vi phạm trên. Ngoài việc tạm giữ phương tiện thì phải tước giấy phép lái xe có thời hạn. Đến sáng ngày 20 tháng 6, Toàn tự ý vào trụ sở đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vị Thanh để chụp hình và yêu cầu trả lại xe hoặc giấy phép lái xe. Trước hành vi này, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an phường 5 tiếp tục buộc Toàn phải tường trình lại sự việc, làm cơ sở cho bước xử lý tiếp theo. Đồng thời, công an thành phố Vị Thanh đã tiến hành thông báo với lãnh đạo trường trung cấp luật Vị Thanh, nơi Toàn công tác. Khi mà phát hiện đó thì nhà trường tiến hành họp lại rồi phân công cử cán bộ đi xác minh rõ vấn đề. Sau đó thì tiến hành đình chỉ công tác và tiếp tục cho đồng chí Toàn bàn giao toàn bộ các cái công việc mà đồng chí Toàn phụ trách. Chúng tôi đang thực hiện cái quy trình thủ tục là cho thực hiện cái việc mà thanh lý chấm dứt cái hợp đồng 68 đối với đồng chí Toàn. Cũng theo ông Phụng, do sự việc xảy ra vào ngày nghỉ nên việc ngăn chặn hành vi vi phạm của nhân viên chậm dẫn đến tình trạng Toàn liên tiếp sai phạm. Đồng thời cho rằng sẽ rút kinh nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa qua. Thông qua đây thì cũng mong quý khán giả rồi tất cả các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh Hậu Giang cũng thông cảm và chia sẻ, xem như đây là một trong những cái mà ngoài ý muốn của nhà trường, chứ nhà trường không bao giờ mà muốn có như thế. Trong tương lai thì cũng xin hứa là cũng sẽ giáo dục tất cả cán bộ giáo viên của nhà trường làm sao đảm bảo thực hiện đúng cái tinh thần đạo đức của ngành tư pháp để làm sao đảm bảo thực hiện đúng cái quy định của pháp luật, không thể xảy ra tình trạng đáng tiếc như trên. Với trách nhiệm người đứng đầu, việc thấy và nhận trách nhiệm khi nhân viên vi phạm là hành động đáng biểu dương. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là đối với cán bộ, công nhân, viên chức. Phóng sự vừa rồi đã cho thấy sự kiên quyết trong xử lý những sai phạm của cán bộ tại trường trung cấp luật Vị Thanh. Qua đây chúng tôi cũng hy vọng trong quá trình tham gia giao thông, mọi người chúng ta hãy tuân thủ những quy định về luật lệ an toàn giao thông. Đừng vì bốc đồng, hiếu thắng mà có những ứng xử không đúng mực. Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Quy Cận đã từng tặng giáo sư Trần Dân Khê hai câu thơ: chân đi tám hướng mười phương, tinh thần dân tộc một đường trước sau. Có lẽ không còn gì đúng hơn. Và cũng có một lần, một người đã hỏi giáo sư rằng, trong tim ông có gì? Ông trả lời,
mỗi trái tim tôi ra chỉ có hai chữ, đó là âm nhạc và Việt Nam. Cái tình với âm nhạc, với đất nước vẫn vẹn nguyên. Thế nhưng vào rạng sáng nay, 24 tháng 6, trái tim lớn của người nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu của làng nhạc dân tộc Việt Nam, giáo sư Trần Văn Khê đã ngừng đập ở tuổi 94, để lại một khoảng trống to lớn trong nền âm nhạc dân tộc của Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê sinh ngày 24 tháng 7 năm 1921 tại tỉnh Tiền Giang, là nhà nghiên cứu văn hóa âm nhạc cổ truyền của Việt Nam, thành viên danh dự Hội đồng Âm nhạc Quốc tế UNESCO. Ông là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ âm nhạc tại Đại học Sorbonne, nước Pháp, với luận án âm nhạc truyền thống Việt Nam. Năm 1960, ông bắt đầu giới thiệu, giảng dạy âm nhạc Việt Nam đến với châu Âu. Ông là người có bề dày trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc dân tộc Việt Nam và có công quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới. Năm 2006, ông chính thức về nước sinh sống và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy cho đến lúc qua đời. Trong sự nghiệp của mình, giáo sư Trần Văn Khê công bố gần 200 bài báo nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Việt Nam cùng nhiều công trình khảo cứu giới thiệu âm nhạc, nhạc cụ truyền thống. Có 7 loại hình nghệ thuật của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nhờ vào sự quảng bá cố vấn của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, đó là nhã nhạc cung đình Quế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ, ca trù, hát xoan, đơn ca tài tử và dân ca ví dặm nghệ tĩnh. Lúc sinh thời, trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã có buổi giao lưu nói chuyện chuyên đề những nét hay và độc đáo trong âm nhạc truyền thống Việt Nam với khán giả vào năm 2006 do Đài Truyền hình Hậu Giang phối hợp với Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng xem lại một đoạn biểu diễn của ông và nghệ sĩ Hải Phượng với nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Cởi áo cho nhau về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Đó. Rồi thì là đi ra tới miền Trung mà theo cái hồi thì yêu nhau mà cởi áo cho nhau này, về nhà mà dối mẹ cái mẹ như là yêu nhau này, hù là khoan là hồ, có làm hù là khoan, hù là khoan là hù là khoan à là khoan hồ khoan là hù là khoan yêu nhau này, là hù là khoan thì cởi áo cho nhau này, là hù là khoan về nhà mà dỗi mẹ này, là hù là khoan qua cầu gió bay, hô là khoan bơ hồ bơ hội hội là khoan hù là khoan là hù là khoan. Sự ra đi của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là một mất mát lớn cho nền âm nhạc dân tộc. Tuy vậy, ông đã để lại cho đời một kho tàng âm nhạc đồ sộ, đầy tâm huyết của một người luôn dành trọn cả đời mình nghiên cứu âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong đó, ông là người đầu tiên quảng bá loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vươn xa ra thế giới. Những di sản văn hóa mà giáo sư để lại sẽ trường tồn mãi trong lòng người Việt Nam, bạn bè quốc tế. Và hình ảnh người nghệ sĩ, nhạc sĩ Trần Văn Khê sẽ trở thành quyền thoại về âm nhạc dân tộc. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.hậugiangtv.vn hoặc kênh YouTube của Đài với tên miền Hậu Giang TV. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.